Tin nóng xin biết ngày 28 tháng 2, phim Cờ Lậu Tư mất nhà đầu tư lớn. Dương Dương khiến fan xôn xao, Diệp Phi thi thi tạo trang bên hoa. Tuần mới không vui với Lộ Tư khi cô nàng đang vướng ra mở dồn dập, trong khi đó các chị đẹp như Lư Thi Thi, Lưu Diệp Phi khoe sắc bên hoa còn tạo trang nữa chứ. Tuy nhiên chúng tôi thấy đoạn ảnh của Dương Dương mới làm fan phải xôn xao, hãy cùng chúng tôi điểm qua một chút nhé. Dạo gần đây hội đôi xin biết đang có trang thay ảnh mỹ nữ ôm hoa để xin vía. Cái này thật ra bắt nguồn từ loạt ảnh của Lưu Diệc Phi khi đóng vai Hứa Hồng Đậu trong Đi Đến Nơi Có Gió. Tấm ảnh ôm hoa huyền học của Hứa Hồng Đậu đã làm cộng đồng mạng rần rần lấy làm avatar, cốt là để xin cho công việc cuộc sống được thuận lợi. Sau Hứa Hồng Đậu của Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi cũng tung bộ ảnh chụp bên hoa cực đẹp mắt. Với nhan sắc dịu dàng thanh lịch, loạt ảnh của Lưu Thi Thi cũng được cộng đồng mạng lấy làm ảnh đại diện, dĩ nhiên cùng chung mục đích xin vía rồi. Theo chúng tôi đọc vài comment của cư dân mạng thì chuyện xin vía chưa chắc đã linh nghiệm, nhưng yên tâm là có chiếc avatar cực xinh, cực hút mắt đó nha. Hôm qua chắc là một ngày vui bất ngờ của fan Dương Dương, bởi sau thời gian rất lâu cuối cùng nam diễn viên cũng đăng ảnh tự xứng Weibo. Quãng thời gian bỏ bê tài khoản cá nhân lâu đến nỗi, nhiều fan tưởng đâu Dương Dương đã quên mật khẩu. May mà anh đăng ảnh kịp thời, mỗi đợt ảnh của Dương Dương tự chụp chán quá. Rõ là đẹp trai nhưng tấm nào cũng cắt chỗ này gọt chỗ kia một chút. Nói chung là không có tấm nào trọn vẹn gương mặt cực phẩm của anh cả, bảo sao fan không tức trả được. Dương Siêu Việt gần đây chăm khoe ảnh mới, cũng bởi bộ trọng tử của cô nàng đang được phát sóng mà. Nhan sắc của Dương Siêu Việt thì lúc nào cũng hoàn hảo, chỉ mỗi tội diễn xuất của cô trên phim quá tệ. Điều này làm trọng tử flop trầm trọng, đây là tin đáng buồn cho Dương Siêu Việt. Bộ phim Vũ Canh Kỳ do Nhậm Gia Luân, Hình Phi, Trúc Tự Đan đóng chính đã qua được một thời gian, mới nhất là hình ảnh hậu trường của Nghiêm Khoan với mái tóc màu bạc đầy phong trần. Không ít nhận xét được đưa ra cho rằng nét đẹp của Nghiêm Khoan ăn đứt dàn mỹ nhân diện tóc bạc trong phim cổ trang gần đây. Hơn nữa nếu so với Nhậm Gia Luân thì đúng là ăn đứt. Tinh là Cương Thành Đường đang là bộ tiên hiệp thu hút người xem hơn cả. Dù chân Tinh Húc có bị chê xuống sắc, nhưng nhờ tạo hình ổn mà nam diễn viên vẫn giữ được chân khán giả. Tuy nhiên mới đây một phân cảnh đau thương của Trần Tinh Húc đã làm người xem phải cười bò. Theo chúng tôi được biết thì ở cảnh này, nhân vật của Trần Tinh Húc bị trọng thương, bị hộc siro rất nhiều. Cơ mà cái khảnh khoác phun siro nặng lắm, khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Không riêng gì cảnh hộc siro và Trần Tinh Húc tạo hình tóc đỏ cũng được fan của anh chàng chế ảnh mang đi so với chú gấu Lobster, khiến cư dân mạng cười xỉu. Thực sự fan của anh quá bạo luôn. Chế ảnh chưa đủ còn mang cả gấu đi tặng idol trong buổi tuyên truyền. Nhìn qua thì thấy bình thường nhưng coi kỹ đúng là giống lắm đấy. Tháng 2 này có vẻ là tháng không tốt của Lộ Tư, cô nàng vướng ra mờ khá nhiều, mới nhất là chuyện nói tục với nam chính Tinh Hà Sán Nạn. Không biết có phải vì chuyện này không mà phía Thần Ẩn có biến, blogger phát hiện ra một trong những nhà sản xuất đầu tư cho Thần Ẩn đã rút khỏi dự án chính là Tencent Picture. Mà trước đây Tencent chính là chồng đương cho chị Lộ Tư, từng post vô cùng mạnh. Rồi bất ngờ rút khỏi Thần Ẩn, nhiều đồn đoán nổ ra cho rằng nữ diễn viên đang mất đi hậu thuẫn lớn rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.